Chào các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trứng rán ngải cứu. Trứng rán ngải cứu món này rất ngon nhé, bổ, ăn rất tốt cho tiêu hóa. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị cho hai người ăn là 5 quả trứng gà và một mớ rau ngải cứu. Đấy, rau ngải cứu là ra chợ mua một mớ thật là tươi ngon về rửa sạch và thái nhỏ như thế này. Và thái xong rồi thì chúng ta sẽ cho ngải cứu vào trong bát trứng. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cho gia vị vào, một chút hạt nêm, một chút gia vị bột canh và một chút mì chính. Chúng ta đánh đều, đánh thật đều lên các bạn nhé. Đó, đánh cho tan hết ra. Cái trứng ấy mà đánh với ngải cứu, nếu mà chúng ta mà không đánh nhiều, không đánh đều ấy thì là nó sẽ không tan được. Lúc rán thì nó sẽ là cái lòng trắng nó sẽ ra nhiều hơn ấy. Nên là đánh nhiều lên, cho sùn bọt lên thế này là được này. Đấy. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị một chảo dầu này. Rồi, ok. Dầu nóng già như thế này rồi, chúng ta cho đũa vào, thấy là nó sôi sủn cái đầu đũa lên là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta múc trứng và ngải cứu cho vào rán. Đấy, trước khi cho vào thì chúng ta phải dàn đều ra nhé. Đấy, dàn đều ra như thế. Và chúng ta nghiêng 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 đi, cho dầu nó thấm đều xung quanh đi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi một chút để cho nó chín trứng và ngải cứu ở cái mặt dưới. Vì là trứng rán ngải cứu ấy, nếu các bạn mà không làm cẩn thận là nó sẽ không chín được ở giữa đâu. Rồi, ok, bây giờ chúng ta trở mặt và chờ tiếp cái mặt sau chúng ta chín tiếp. Đấy, chúng ta cho nhỏ lửa nhé, để cho âm cho nó chín cả ở giữa nhé. Nếu không là nó sẽ sống ở giữa đấy. Chúng ta lấy cái đũa chúng ta chận chận xuống chỗ nào cảm giác nó mềm thì chúng ta sẽ là ấn nó xuống. Còn nếu mà cảm thấy nó đều rồi thì thôi. Thường là trứng ở giữa nó chọc cái đầu đũa vào là nó hay bị sùn cái trứng sống lên. Và chín rồi, bây giờ chúng ta cho ra đĩa thôi. Món này thì ăn với gia vị tiêu chanh nhá, cực ngon luôn. Rồi, chúc các bạn ngon miệng, một ngày mới thật là vui vẻ. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.